Thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, liền có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu. Tuy có nhiều cư sĩ dốc lòng tin tưởng và kính trọng Phật pháp, nhưng những đệ tử của ngài vì tham lợi dưỡng mà diễn thuyết kinh pháp chẳng vì cầu niết bàn. Đức Phật ấy diệt độ rồi, nên biết rằng chánh pháp chẳng trụ lâu ở thế gian. Thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, nên có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, lại có nhiều cư sĩ dốc lòng tin tưởng và kính trọng Phật pháp. Hàng đệ tử của ngài khi diễn thuyết kinh pháp không vì tham lợi dưỡng, chỉ vì cầu niết bàn. Đức Phật ấy tuy diệt độ, nên biết rằng chánh pháp sẽ còn trụ lâu ở thế gian. Thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, tuy có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, lại có nhiều cư sĩ dốc lòng tin tưởng và kính trọng Phật pháp, nhưng những đệ tử của ngài thường tranh giành kiện tụng, tranh nhau chuyện phải quấy. Đức Phật ấy vào niết bàn rồi, nên biết rằng chánh pháp chẳng trụ lâu ở thế gian. Thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, liền có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, lại có nhiều cư sĩ dốc lòng tin tưởng và kính trọng Phật pháp. Hàng đệ tử của ngài tu phép hòa kính, không tranh phải quấy, cùng tôn trọng lẫn nhau. Đức Phật ấy tùy vào niết bàn, nhưng nên biết rằng chánh pháp của ngài còn trụ lâu chẳng mất. Thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, tuy có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, lại có nhiều cư sĩ dốc lòng tin tưởng và kính trọng pháp Phật. Hàng đệ tử của ngài vì đại niết bàn mà diễn thuyết pháp, tôn trọng lẫn nhau, chẳng khởi lên việc tranh giành kiện tụng, nhưng lại chứa giữ những thứ bất tịnh, tự khen ngợi mình rằng ta được quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán. Đức Phật ấy vào niết bàn rồi, nên biết rằng chánh pháp chẳng trụ lâu ở thế gian. Thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề rồi, liền có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, lại có nhiều cư sĩ dốc lòng tin tưởng và kính trọng pháp Phật. Hàng đệ tử của ngài vì đại niết bàn mà diễn thuyết pháp, khéo tu pháp hòa kính, tôn trọng lẫn nhau, không chứa giữ hết thảy những thứ bất tịnh, cũng không tự nói rằng ta được quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán. Đức Thế Tôn ấy tuy diệt độ rồi, nên biết rằng chánh pháp sẽ trụ lâu ở thế gian. Lại nữa, thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, nên có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, cho đến không chứa giữ hết thảy những thứ bất tịnh, cũng không tự nói là đắc quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán. Nhưng mỗi người đều chấp giữ chỗ thấy biết của mình, nói ra đủ mọi thuyết khác nhau, như nói rằng trưởng lão chư Phật có chế định từ 4 tội nghiêm trọng cho đến 7 pháp dứt sự tranh cãi vì chúng sanh, nên có khi ngăn cấm, có khi khai mở. 12 bộ kinh cũng là như thế. Vì sao vậy? Phật biết rằng thời tiết ở mỗi cõi nước đều khác nhau, chúng sanh chẳng đồng, có lành lợi, có chậm lụt. Vì thế nên Như Lai hoặc ngăn cấm hoặc khai mở, khi nói là nhẹ, khi nói là nặng. Thiện nam tử, ví như lương y, vì trị bệnh mà cho uống sữa, cũng vì trị bệnh mà cấm uống sữa, bệnh nóng nhiệt thì cho uống, bệnh hàn lạnh thì cấm uống. Như Lai cũng vậy, quán xét căn bệnh phiền não của mỗi chúng sanh, có khai mở cũng có ngăn cấm. Trưởng lão, chính tôi từng nghe, từng theo Phật, nghe được nghĩa như vậy, chỉ có tôi biết nghĩa, các ông không thể biết, chỉ có tôi hiểu luật, các ông không thể hiểu, tôi biết rõ các kinh, các ông không thể rõ biết. Đức Phật ấy diệt độ rồi, nên biết rằng chánh pháp chẳng trụ lâu ở thế gian. Lại nữa, thiện nam tử, nếu khi Phật vừa ra đời, đắc quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, liền có những đệ tử hiểu được ý nghĩa rất thâm sâu, cho đến không nói rằng ta đắc quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán, cũng không nói rằng chư Phật Thế Tôn vì chúng sanh mà ngăn cấm hoặc khai mở. Trưởng lão, chính tôi từng theo Phật, nghe được ý nghĩa như vậy, chánh pháp như vậy, giới luật như vậy. Ngược lại, họ thường bảo nhau rằng, trưởng lão, chúng ta nên y theo 12 bộ kinh của Như Lai. Nếu ý nghĩa đúng như vậy, chúng ta nên thọ trì, nếu không đúng như vậy, chúng ta nên loại bỏ. Đức Phật Thế Tôn ấy tuy diệt độ rồi, nên biết rằng chánh pháp sẽ trụ lâu ở thế gian. Thiện nam tử, vào lúc chánh pháp sắp dứt mất, sẽ có những đệ tử thanh văn, hoặc nói là có thần, hoặc nói là vô thần, hoặc nói có thần trung ấm, hoặc nói không có thần trung ấm, hoặc nói có ba đời, hoặc nói không có ba đời, hoặc nói có ba thừa, hoặc nói không có ba thừa, hoặc nói tất cả đều có, hoặc nói tất cả đều không, hoặc nói chúng sanh có khởi đầu, có kết thúc, hoặc nói chúng sanh không có khởi đầu, không có kết thúc, hoặc nói 12 nhân duyên là pháp hữu vi,
hoặc nói các nhân duyên ấy là pháp vô vi, hoặc nói Như Lai có bệnh khổ, hoặc nói Như Lai không bệnh khổ, hoặc nói Như Lai không cho phép tỳ kheo ăn 10 loại thịt. Những gì là 10? Đó là thịt người, thịt rắn, thịt voi, thịt ngựa, thịt lừa, thịt chó, thịt sư tử, thịt heo, thịt trồn, thịt khỉ. Ngoài ra những loại thịt khác đều cho phép ăn. Hoặc nói là hết thảy các loại thịt đều không cho phép ăn. Hoặc nói rằng tỳ kheo không làm 5 việc. Những gì là 5? Đó là không buôn bán các thứ, loài vật còn sống, vũ khí, rượu, sữa đặc, dầu mè. Ngoài ra đều cho phép làm. Hoặc họ nói rằng tỳ kheo có 5 chỗ không được vào. Những gì là 5? Đó là nơi giết mổ súc vật, nơi mua bán dâm, quán rượu, cung vua, nhà của người thuộc hạng Chiên Đà La. Ngoài ra những nơi khác đều được phép vào. Hoặc nói rằng tỳ kheo không được mặc áo lụa, kiêu sa da. Ngoài ra các thứ vải khác đều cho phép. Hoặc nói Như Lai cho phép tỳ kheo thọ nhận và chứa chữ y phục, thức ăn, giường nằm, giá trị mỗi thứ 10 muôn lượng vàng. Hoặc nói là không cho phép. Hoặc nói Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh. Hoặc nói Niết Bàn chính là dứt hết phiền não trói buộc, không còn pháp nào khác gọi là Niết Bàn. Ví như dệt sợi lại thì gọi là áo, khi áo rách nát không gọi gọi là không áo. Thật không có một pháp riêng biệt gọi là không áo, thể của Niết Bàn cũng là như vậy. Thiện Nam Tử, vào lúc ấy trong số các đệ tử của ta, người thuyết giảng chánh pháp thì ít, kẻ thuyết tà pháp thì nhiều. Người thọ nhận chánh pháp thì ít, kẻ thọ nhận tà pháp thì nhiều. Người thọ nhận lời Phật thì ít, kẻ thọ nhận lời của ma thì nhiều. Thiện Nam Tử, bấy giờ ở nước Câu Thiểm Di có hai hạng đệ tử, một là hạng A-la-hán, hai là hạng phá giới. Những đồ chúng phá giới có 500 người, số đồ chúng A-la-hán là 100. Những kẻ phá giới nói rằng Như Lai đã dứt hết tất cả mà vào Niết Bàn. Chính tôi từng theo Phật, nghe được nghĩa như vậy. Bốn tội nghiêm trọng do Như Lai chế định, giữ theo cũng được, phạm vào cũng không có tội. Này tội cũng đã đắc quả A-la-hán, được bốn trí không ngăn ngại, nhưng A-la-hán cũng phạm vào bốn tội nghiêm trọng ấy. Nếu bốn tội nghiêm trọng quả thật là có tội, thì A-la-hán lẽ ra không bao giờ phạm vào. Khi Như Lai còn tại thế nói rằng phải kiên tâm giữ giới, nhưng khi vào Niết Bàn thì buông bỏ tất cả. Khi ấy các tỳ kheo A-la-hán sẽ đáp rằng: Trưởng lão, các ông không nên nói rằng Như Lai dứt hết tất cả mà vào Niết Bàn. Tôi biết rằng Như Lai là thường còn chẳng biến đổi, dù khi Như Lai còn tại thế hay sau khi Phật nhập Niết Bàn, việc phạm vào bốn tội nghiêm trọng vẫn có tội như nhau. Nếu nói A-la-hán phạm vào bốn tội nghiêm trọng, thật không đúng nghĩa. Vì sao vậy? Bậc tu đạo hoàn còn không phạm những giới cấm ấy, huống chi là A-la-hán. Nếu trưởng lão nói mình là A-la-hán thì A-la-hán không bao giờ nghĩ rằng ta đắc quả A-la-hán. A-la-hán chỉ nói pháp thiện, chẳng nói pháp bất thiện. Những gì trưởng lão nói chỉ toàn là không đúng pháp. Nếu ai đã được xem 12 bộ kinh đều biết chắc rằng trưởng lão không phải A-la-hán. Thiện Nam Tử, khi ấy đồ chúng tỳ kheo phá giới liền cùng nhau giết chết các vị tỳ kheo A-la-hán. Thiện Nam Tử, bấy giờ Ma Vương nhân khi cả hai chúng tỳ kheo ấy sanh tâm sân hận, liền làm hại tất cả 600 tỳ kheo ấy. Lúc ấy những kẻ phàm phu cùng nhau than thiết rằng: Buồn thay cho pháp Phật đã đến lúc diệt mất, nhưng chánh pháp của ta thật không diệt mất. Bấy giờ trong nước ấy có 12 muôn đại Bồ Tát kéo giữ pháp ta, như vậy sao có thể nói rằng pháp ta diệt mất? Khi ấy trong cõi Diêm Phù Đề không có một tỳ kheo nào là đệ tử của ta, mà bà Tuần dùng lửa lớn đốt cháy tất cả kinh điển hiện có. Nếu có kinh điển nào còn sót lại thì những người Bà La Môn liền cùng nhau trộm lấy, đi khắp nơi mà thu góp nhặt nhạnh rồi đưa vào trong kinh điển của họ. Vì lẽ ấy nên khi Phật chưa ra đời, những vị Bồ Tát kém cỏi đều nhẹ dạ tin theo lời lẽ của những người Bà La Môn. Tuy những người Bà La Môn nói rằng chúng tôi có trai giới, nhưng thật ra thì những kẻ ngoại đạo đều không có. Tuy những kẻ ngoại đạo cũng nói rằng họ có ngã lạc tịnh, nhưng thật ra họ không hiểu được ý nghĩa của ngã lạc tịnh. Chính từ trong pháp Phật họ lấy ra được một chữ, hai chữ, một câu, hai câu, rồi nói rằng kinh điển của chúng tôi có những nghĩa như vậy. Lúc ấy khi Phật dạy những lời như vậy rồi, ở thành Câu Thi Na, giữa hai cây sa la mọc sóng đôi, có vô số người nghe được, thảy đều cùng nhau than tiếc rằng: Than ôi, thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng. Bồ Tát Ca Diếp liền bảo đại chúng: Xin các vị đừng sầu não khóc lóc, thế gian chẳng phải là trống rỗng, vì Như Lai là thường tồn không biến đổi, pháp tăng cũng vậy. Khi đại chúng nghe được lời ấy rồi liền ngừng không than khóc nữa, hết thảy đều phát tâm an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề